bộ phim hành động, không phải là đơn giản. Anh có một cái team rất là tốt, người đạo diễn là action director từ bên Úc qua. Action! Anh Công, đại diện. Cái vai trò của Trung Lý là đem cái cảnh hành động rất là hấp dẫn cho khán giả mình để coi. Trung Lý phải sáng tạo mọi cái thế riêng biệt cho diễn viên theo cái khả năng của họ. Trong phim thì Cường có may mắn được là về đạo diễn có thật Trung Lý. Thì bản thân của Cường thấy rất hứng thú khi mà được cầm kiếm Nhật và anh Trung Lý dạy cho Cường những cái động tác. Tự nhiên là kiểu bản thân của mình cảm thấy mình có sức mạnh. Trong phim thì mình sẽ tất cả những cảnh đánh đều được design một cách khác nhau để cho khán giả không có bị nhàm chán. Thứ nhất là cái choreography của cái fight cũng khác.